Hôm nay mình có rất đông bạn bè cùng nhau giải toán ha. Mình có bé cà rốt nè, bé vịt con nè, chú gấu nhỏ nhỏ con nhỏ nhỏ nè, chú gấu lớn hơn nè. Thì hôm nay mình cũng xem xét một cái bài tích phân ẩu ha. Thì ở đây người ta sẽ cho một cái phương trình hàm kết hợp với một cái bài toán tích phân ha. Thì thật sự thì mình không biết mình sẽ giải quyết nó như thế nào, tiếp cận ra sao ha. Nhưng mình có thể thấy được rằng đề bài này là cái đề sai. Mình sẽ có thể chứng minh được rằng hàm F nhỏ nè là hàm hằng, cụ thể là viết bằng không với mọi trục trong số thật luôn ha. Thông tin rõ ràng hơn lại viết bằng không với mọi trục trong số thật là F là hàm không. Thì lúc đó chúng ta có F lớn là phải là hàm hằng. F lớn là nguyên hàm của hàm không, hàm hằng. Do đó F2 trừ F4 phải bằng 0, không thể nào bằng 24. Được ha? Do đó không tồn tại cái hàm F nào thỏa mãn các cái ràng buộc trong cái đề bài này. Như vậy chúng ta có thể chứng minh đề bài này sai bằng cách chỉ ra Fx là hàm Fx bằng 0 với mọi trục trong số thật, hay là F là hàm 0 với giả thiết F liên tục và thỏa mãn phương trình hàm này ha. Chúng ta dừng lại một chút xíu, mình tìm lại các video trước đây mình đã chỉ ra cái lỗi sai tương tự ở một số cái bài toán cũng có vẻ tương tự như này ha. Chúng ta thấy được rằng là ba cái bài toán này nó khá là tương tự và đây là ba bài toán sai ha. Thật ra cái bài toán số 3 này nó tương tự với bài mình đang xét, nó cũng là một cái bài toán sai ha. Mình sẽ giải quyết chứng minh cái đề đang xét là cái đề toán sai. Rồi mình thử làm bài này ha. Thì mình sẽ xử lý cái phương trình hàm này với cái giả thiết F liên tục trên tập số thật. Thật ra chỉ cần nó liên tục tại không là đủ để đề này có ổn rồi. Từ cái phương trình hàm này mình thay đổi một chút xíu nè. Là y bằng 3, 2 trừ y cộng 3. Hay là x bằng 3 trừ y chia 2. Thì chúng ta sẽ có được là f 3 trừ y chia 2 bằng 4 lần fi, hay là fi bằng 1 phần 4 f 3 trừ y chia 2 với mọi y thuộc hàm số thật. Hình như hồi nãy mình nhầm ha, chỉ cần là f liên tục tại 1 thôi ha. Tại một thì sẽ suy ra được cái đề bài này bất ổn. Rồi, chúng ta sẽ xét với mỗi y thuộc tập số thật. Chúng ta sẽ chứng minh fi bằng 0 ha. Xét cái giải về số đó. Tn không quen thì chúng ta xét giải xn cũng được. Với x1 bằng y xn cộng 1 bằng 3 trừ cho xn trên cho 2 với mỗi n lớn bằng 1. Tải lại cái trang này. Thật ra đây nè. Ở đây nè, cái công thức để xác định như cái hệ thức tri hồi này liên quan tới cái hàm số trong đây. Chúng ta sẽ chứng minh cái dãy n này nó hội tụ về một nè. Dễ dàng xử lý ha. Thật có xn cộng 1
cộng 1 ở chỉ số thì trừ 1 nè thì bằng trừ 1 phần 2 x n trừ 1 với mỗi n lớn bằng 1. Như vậy chúng ta có cái dãy số x n trừ 1, đó là một cái cấp số nhân ha. Do đó x n trừ 1 bằng trừ 1 phần 2 mũ n trừ 1 nhân cho x1 trừ 1 với mỗi n lớn bằng 1. Hay xn bằng 1 cộng cho trừ 1 phần 2 mũ n nhân cho y trừ 1 với mỗi n lớn bằng 1. Trừ 1 phần 2 mũ n trừ 1 nha. Xong. Thì chúng ta dễ dàng thấy được rằng dãy xn này hội tụ về một nha. Được có thì thêm nhé. Mặt khác suy ra đi, từ đó chúng ta suy ra dãy xn hội tụ về mặt. Đúng rồi. Mặt khác chúng ta cứ thay liên tục thay nè. Y bởi 3 trừ y chia 2, tức là thay cái con xn vào đây nè, ta có nè. Mặt khác nè. Fi nè thì chính là S nè, X1 nè. Fx1 thì bằng 1 phần 4 Fx2 nè. Cứ như vậy nó bằng 1 phần 4 mũ 2 Fx3 nè. Được ha. Thì cứ như vậy nó sẽ bằng là 1 phần 4 mũ N trừ 1 Fxn. Thì cái dãy số Fxn trên cho 4 mũ N trừ 1 là một cái dãy hằng đúng không? Dãy hằng này sẽ hội tụ về cái giới hạn của nó với mọi n lớn hơn 1. Rồi, do đó dãy số 1 phần 4 mũ n trừ 1 f xn là dãy hằng. Vì thế cái dãy này hội tụ về Fi nè, Y bằng giới hạn của dãy này 1 phần 4 mũ n trừ 1 Fxn. Thì nó dãy này là dãy hằng do nó hội tụ về cái này luôn ha, Fi nè. Và giới hạn này chúng ta có thể tìm ra được nó bằng 1 bằng 0 nè, bằng 0 nè nhân cho F1 nè, bằng 0 nè. Chúng ta có thể giải thích thêm như sau. Trước khi giải thích thêm mình viết lại cái này cho nó đẹp một chút. Vì giới hạn 1 phần 4 mũ n trừ 1 này, chỉ dành thấy nó bằng 0 nè. Xn, dãy xn nó hội tụ về 1 nè. Và f liên tục tại 1 nè. Cái điều này dẫn đến hai cái điều này nè dẫn đến giới hạn của Fxn khi nào tiến ra vô cùng bằng F1 nè. Như vậy chúng ta có Fi bằng 0 với mẫu y thuộc tập số thật ha. Ở trên ta lấy y là số thật bất kỳ nè. Điều này có nghĩa là F bằng 0 là hàm 0 ha. Suy ra F bằng 0 cấp 3 ta có thể ghi đồng nhất nhì, thật ra chúng ta chỉ ghi F bằng 0 với 0 là hàm 0 á trên tập số thật. Do đó F lớn là hàm hằng.
Điều này mâu thuẫn với F2 trừ F4 bằng mâu thuẫn ha. Với F2 trừ F4 bằng 24. Lớn ha. Rồi, vậy mình đề bài sai ha. Ở đây để có một cái lời giải đàng hoàng bằng phương pháp phản chứng thì chúng ta giả sử bổ sung thêm ha, giả sử tồn tại x nhỏ họ các giả thiết trong đề bài. Như vậy chúng ta đã chỉ ra đề này làm cái đề sai. Ở đây cái này nó chỉ có thể bằng 0 thôi, không thể bằng 24 được. Chúng ta có thể suy ra được F2 trừ F4 bằng 0. Thì các bạn có thể thấy, nếu thấy khó khăn thì có thể không cần quan tâm các phần chứng minh Fx bằng 0 với mỹ thuật tập thực, mà chỉ nắm được cái ý tưởng là chúng ta chứng minh Fx bằng 0 với mỹ thuật tập thực, rồi cho đó chúng ta suy ra được F lớn làm hằng, rồi suy đó ta suy ra điều vô lý.